Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ việc mổ nhầm bệnh nhân xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng vào ngày 20 tháng 2, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẳng định không có việc mổ nhầm tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, sai sót đến giờ không để lại hậu quả về sức khỏe. Theo trình bày của ông Trịnh Văn Quyết, ngày 20 tháng 2, có hai trường hợp đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Một là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, tiền sử phẫu thuật nên có đặt ống thông dẫn dịch tại Bàng Quang vào ngày 2 tháng 10. Cùng sáng hôm đó, ông Nguyễn Hồng Hải, người bị nhầm, có tiền sử phẫu thuật lấy sỏi san hô cách đây 17 năm tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng đến khám, ông Hải có triệu chứng tiểu buốt, tiểu rát. Cả hai bệnh nhân trên đều được chỉ định chụp x-quang. Vào lúc 9 giờ 48 phút ngày 20 tháng 2, kỹ thuật viên Nguyễn Đức Trường là nhân viên khoa chẩn đoán hình ảnh gọi tên mời bệnh nhân Nguyễn Trọng Nghĩa vào phòng chụp X quang. Tuy nhiên, bệnh nhân Nguyễn Hồng Hải lại bước vào phòng chụp X quang và ngược lại. Do không kiểm tra lại thông tin của người bệnh trước khi chụp nên để xảy ra sự cố nhầm lẫn về kết quả X quang của hai bệnh nhân này. Sau khi có kết quả phim X quang, bác sĩ Dương Xuân Kỳ, bác sĩ điều trị khoa ngoại tổng hợp đã khám, hỏi tiền sử bệnh của bệnh nhân Nguyễn Hồng Hải. Bệnh nhân khai cách đây khoảng 17 năm có mổ hệ tiết niệu tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đến nay không đi tái khám lại tại thành phố này cũng như bệnh viện đa khoa tỉnh, hiện đau nhiều bên trái. Khi trao nhầm kết quả, phim rõ như thế nên các bác sĩ đã tiến hành nội soi để lấy ống thông dẫn dịch. Thực tế không phải mổ, báo chí nêu mổ là chưa đúng. Mổ như bạn đọc hiểu là đưa lên bàn dao kéo can thiệp, phanh ra, nhưng thực chất cái này là ống thông dẫn dịch nên chỉ thực hiện thủ thuật nội soi và bằng quang để rút ra, phó giám đốc Sở Y tế trình bày ông quyết cũng chia sẻ việc nói mổ nhầm mổ oan là chưa chính xác có xảy ra sự việc nhầm lẫn là đúng sau đó khi tiến hành nội soi thì phát hiện ra nhầm lẫn nhân viên bệnh viện điện cho người nhà bệnh nhân và điện thoại ban giám đốc báo cáo sự việc sau khi xảy ra sự việc nhầm lẫn nhân viên chẩn đoán hình ảnh có điện trao đổi và xin lỗi người nhà tại thời điểm đó khi sự việc xảy ra đã không xảy ra đôi co hay tỏ tiếng gì, cùng ngày bác sĩ khoa ngoại cũng kiểm tra sức khỏe đối với ông Hải, người bị nội soi nhầm, còn đối với ông Nghĩa, người bệnh được đặt ống thông dịch dẫn lưu cũng được nội soi và rút ra bình thường. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, hiện việc nhầm lẫn không để lại hậu quả gì về sức khỏe. Sau sự việc, bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã họp khẩn, phân tích rút kinh nghiệm cũng liên quan việc này, Sở Y tế đã ban hành văn bản yêu cầu bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng báo cáo vụ việc trước 14 giờ ngày 22 tháng 2. Sở cũng yêu cầu đơn vị bệnh viện đến thăm hỏi bệnh nhân hiện bệnh viện đã có báo cáo gửi sở y tế trình bày vụ việc và đã họp khẩn cấp phân tích rút kinh nghiệm bệnh viện cũng đã cử lãnh đạo và một số đồng chí thành viên trong ekip xuống tận nhà người bệnh nguyễn hồng hải thăm hỏi động viên hiện người bệnh cũng không có thắc mắc và sức khỏe cũng ổn định theo ông quyết hiện sở y tế tỉnh lâm đồng đang tổng hợp mọi vấn đề để báo cáo lên bộ bên cạnh đó sở y tế cũng ban hành văn bản gấp gửi các sở y tế trong toàn tỉnh chấn chỉnh hoạt động chuyên môn Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã gửi Sở Y tế Lâm Đồng công văn đề nghị làm rõ vụ bệnh nhân bị mổ nhầm do bệnh viện trả nhầm kết quả X quang tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng liên hệ, tổ chức gặp gỡ gia đình, xin lỗi và xem xét nguyện vọng của người bệnh để giải quyết hợp tình hợp lý. Sở Y tế cần khẩn trương làm việc với ban giám đốc bệnh viện về những sai sót trên, đồng thời chấn chỉnh công tác chỉ đạo cho phép phẫu thuật khi đã đủ các điều kiện bảo đảm an toàn cho người bệnh đồng thời chỉ đạo kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc, thực hiện nghiêm túc Bộ Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện Việt Nam, Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật. Liên quan tới sự việc hy hữu nêu trên, đại diện Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng xác nhận, ekip ca phẫu thuật nội soi để xảy ra sai sót do trả nhầm kết quả chụp phim x-quang cho một bệnh nhân khác. Sau khi nắm bắt thông tin, trong sáng ngày 21 tháng 2, bệnh viện đã họp các phòng ban để làm rõ sai sót đối với các cá nhân liên quan. Trong ngày 23 tháng 2, lãnh đạo bệnh viện, đại diện phòng ban và các cá nhân liên quan ca phẫu thuật nội soi để xảy ra sai sót sẽ xuống tận nhà bệnh nhân Nguyễn Hồng Hắt tại xã Hoài Đức để xin lỗi trực tiếp tới ông và gia đình. Chúng tôi sẽ thăm khám, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân Hải và chịu mọi phí tổn liên quan đến khi ông hồi phục. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết. Trao đổi về vụ việc, Bà Nguyễn Thị Hữu, 59 tuổi, ngụ tại xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, vợ của bệnh nhân cho biết, sáng ngày 20 tháng 2, bà đưa chồng là ông NHH, 61 tuổi, đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để khám bệnh. Ông H có tiền sử bệnh sỏi thận hơn 10 năm nay, đã được mổ tán sỏi 2 lần và gần đây ông có dấu hiệu đau, tái phát bệnh trở lại. Bà Hữu cho biết đã đưa chồng đi chụp x-quang bụng tại trung tâm y tế huyện Lâm Hà và được các bác sĩ khuyên đưa lên bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để chẩn đoán tình trạng sỏi thận chính xác hơn để có chỉ định phù hợp. Sáng ngày 20 tháng 2, sau khi làm các thủ tục nhập viện tại bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, ông Hát được chỉ định chụp chẩn đoán bằng x-quang và siêu âm. Tới trưa cùng ngày, một bác sĩ thông báo kết quả chụp x-quang cho thấy trong bụng ông Hát còn ống nhựa dài khoảng 30 cm, cần phải tiểu phẫu nội soi để rút ra. Mặc dù rất lan tăn trước kết quả chụp x quang này vì khoảng 10 ngày trước, kết quả chụp phim tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà cho thấy bụng chồng tôi bình thường, không hề có ống nhựa nằm trong ổ bụng. Tuy nhiên, do bác sĩ chỉ định phải mổ gấp nên chồng tôi đồng ý theo bác sĩ. Sau khoảng nửa giờ vào phòng mổ, các bác sĩ không tìm thấy ống nhựa trong ổ bụng chồng tôi nên mới biết là có sự nhầm phim siêu âm của người khác. Gia đình ông Hát bày tỏ bức xúc về sự nhầm lẫn, yêu cầu bệnh viện phải giải quyết thấu đáo. Đến trưa ngày 21 tháng 2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã chính thức gọi điện cho người nhà gia đình để xin lỗi về việc ekip thực hiện có sự nhầm lẫn phim x quang nên đã phẫu thuật nội soi lấy ống nhựa trong bụng nhầm đối với chồng tôi. Bà Hữu cho biết. Trước đó, vào năm 2023, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh từng khảo sát chất lượng và khảo sát hài lòng người bệnh tại một số tỉnh, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Tuy nhiên, việc cải tiến chất lượng bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng vẫn chưa đạt yêu cầu để xảy ra sự cố. Cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế, bệnh viện rút kinh nghiệm sâu sắc, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế và văn bản chỉ đạo khắc phục của đoàn giám sát chỉ ra. Đồng thời, đơn vị cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan và đề xuất các hình thức xử lý, báo cáo về Bộ Y tế trước 17 giờ ngày 24 tháng 2 thông tin từ Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã có thông báo vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ gửi tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Công an thành phố Đà Lạt đã phát hiện lập biên bản đối với một trường hợp là cán bộ công chức đảng viên đang công tác tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, hồi 23 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2024, tại đường Nguyễn Văn Cử, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổ tuần tra kiểm soát, phát hiện lái xe Trần Quang Khải sinh năm 1977, có địa chỉ tại 54-51 Nguyễn Tử Lục, phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, điều khiển ô tô biển kiểm soát 49A47818, có hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mm trên 1 lít khí thở. 0,112mg trên lít. Bên cạnh đó, tài xế này điều khiển xe ô tô khi không có giấy phép lái xe. Ngay sau đó, công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi nêu trên. Điều đáng nói, khi bị lập biên bản, ông Khải lại khai nghề nghiệp tự do. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Đà Lạt đã xác định ông Khải là cán bộ, đảng viên, hiện đang giữ chức vụ Phó tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Theo Đại tá Trần Vĩnh Phú, trưởng công an thành phố Đà Lạt, Căn cứ các lỗi vi phạm, Công an thành phố Đà Lạt đã thông báo và kính đề nghị đồng chí Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm điểm cán bộ đảng viên vi phạm và trách nhiệm liên đới của cá nhân tập thể có liên quan theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời trao đổi lại kết quả xử lý trước ngày 15 tháng 3 năm 2024 để báo cáo các cấp.